Hải Sơn xin chào các khán giả của Thiên Hà Audio. Hôm nay thì Thiên Hà Audio sẽ đưa đến cho tất cả các bác một bộ combo khuyến mại mà giá của hai thiết bị này, loa và âm ly, có mức giá tham khảo là khoảng 506 triệu và mức giá bán tới tay khách hàng khuyến mại tốt nhất sẽ là 299 triệu. Bộ dàn này bao gồm hai thiết bị chính, đó chính là một đôi loa Boxel cao cấp, một trong đôi loa Boxel rất là đỉnh đến từ thương hiệu là Dynaudio, nó có tên là Confidence phiên bản 20. Và chúng ta sẽ ghép với chiếc âm ly Michi. Đây là dòng Michi X3, cũng là một dòng sản phẩm thuộc hạng cao cấp nhất đến từ thương hiệu Rotel. Và chúng ta sẽ kết hợp hai cái thành phần này vào một bộ dàn. Và đây là một bộ dàn ở đẳng cấp high-end rồi. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là cái công năng sử dụng của nó thế nào. Trước tiên, Hải Sơn sẽ giới thiệu về loa. Đây là một đôi loa Boxel có kích thước khá lớn. Nó là một trong cái dòng sản phẩm gọi là thuộc hạng high-end cao cấp nhất tính đến thời điểm bây giờ của thương hiệu là Dynaudio đến từ Đan Mạch. Cái dòng Confidence 20 này là một cái dòng sản phẩm mà nó được trang bị tất cả những cái thứ tốt nhất của hãng. Ví dụ như dòng tweeter là dòng tweeter Esotar3. Thì cái tweeter này là cái tweeter phiên bản thế hệ 3 mới nhất của cái dòng tweeter cao cấp đến từ Dynaudio. Và những cái tweeter này, cấu hình củ loa này nó cũng giống như là ở trên những cái model loa đắt nhất của Dynaudio bây giờ là những cái dòng Confidence 50, 60 chẳng hạn. Thì cái củ loa là giống như thế, cho nên những người mà chọn loa Boxel thì thường muốn có được cái tiếng giọng hát, cái tiếng trung âm của cái đẳng cấp của cái dòng loa cao hơn. Nhưng mà thông thường là phòng có những cái hạn chế nhất định, không có một cái phòng quá lớn chẳng hạn. Và muốn có được cái âm thanh hay nhất thì thường là cái loa Boxel vẫn có cái giá trị riêng của nó. Còn tiếp theo, để cung cấp cho toàn bộ phần tiếng hát và giải trầm chính là một cái củ loa woofer có cái đường kính tương đối lớn lên tới là 18 cm, dùng vật liệu là magie silicate polymer, viết tắt là MSP. Những cái củ loa này thì nó cực kỳ chất lượng rồi, và đây là những cái củ loa mà được Dynaudio họ tự nghiên cứu phát triển chứ họ không hề đặt từ một đơn vị nào khác. Cho nên tất cả củ loa này nó có cái âm thanh rất là đặc trưng đến từ thương hiệu Dynaudio. Cũng phải nói thêm rằng những cái loa Boxel hay này không thể coi thường được, vì nó cho ra một cái âm thanh như một cái loa cột. Nó hoàn toàn có thể cho ra âm thanh dày dặn và trầm sâu như một cái loa cột. Nếu để ở trong một cái gian phòng khoảng tầm 30 m² thì cái uy lực trình diễn của nó thì vô cùng ấn tượng. Thậm chí với những cái loa Boxel hay như thế này, nó có thể dùng được cho những cái phòng rộng lên tới khoảng 40 m² mà cũng không cần phải dùng đến subwoofer. Thì đấy chính là cái lợi hại của những cái loa Boxel như vậy. Và còn phải nói thêm rằng là cái chân loa là một trong cái phần rất là quan trọng đối với một cái loa Boxel. Vì nếu mà chúng ta trang bị một cái chân loa nó không chắc chắn hoặc là để lên trên những cái kệ mà nó có chất liệu không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến âm thanh. Cho nên với cái phiên bản loa Confidence 20 này thì Dynaudio đã trang bị đi kèm luôn, đó là một cái chân loa rất là xịn. Cái chân loa này thì cực kỳ cao cấp. Ở phần dưới nhé, các bác có thể tăng chỉnh rất là dễ dàng để có thể chỉnh cho cái bốn cái phần chân này nó đứng trên một cái mặt phẳng và điều chỉnh rất là kỹ. Cái chân này thì rất là xịn, rất chắc chắn. Nhưng mà cái điểm mà đặc biệt là cái chân này ấy, nó thiết kế để cho cái phần thoát hơi ấy. Thoát hơi của loa là nó đánh úp xuống phía dưới chứ nó không thoát ra trước hoặc thoát ra sau. Chính vì vậy mà ở cái chân loa này nó sẽ cách ra và nó sẽ có một cái phần cong để cho cái phần khí thông nó được tỏa xuống phía dưới. Nên là cái chân loa này là chân loa đặc trùng, được thiết kế chỉ riêng cho cái loa này mà thôi. Loa này thì đương nhiên được sản xuất tại Đan Mạch rồi, dòng sản phẩm cao cấp. Và cái phiên bản mà Hải Sơn đang có đây là phiên bản màu Midnight Blue, dịch ra có nghĩa là xanh bóng đêm. Một trong cái phiên bản màu mà nó làm rất là tinh tế, đẹp với nhiều nước sơn khác nhau. Và khi chúng ta nhìn gần thì chúng ta còn có thể thấy được nó ánh nhũ lên, trông rất là đẹp. Đây là một đôi loa mà nó có cái thông số là nó yêu cầu âm ly cao nhất chịu đựng liên tục là 250W. Tức là chúng ta chỉ cần âm ly từ trong khoảng 100 cho đến 200W là đã có thể ghép rất là tốt rồi. Và nó có trở kháng là 6 ohm. Đấy. Và cái độ nhạy của nó thì dao động trong khoảng tầm là 86 decibel. Thông thường là những cái đôi loa Boxel thì sẽ có độ nhạy dao động trong khoảng từ 86 đến 88. Nó hay có cái độ nhạy tầm quãng đấy. Còn với Dynaudio ấy thì họ hay có trở kháng 4 ohm. Nhưng với loa này thì chúng ta có ở đây là trở kháng 6 ohm. Và trở kháng tối thiểu nó là 5 ohm khi nó đánh xuống 155 Hz. Và giải tần số của loa này là từ 42 Hz là ở mức âm trầm, ở mức suy hao 3 dB, và lên cao nhất là 22 kHz, đó là giải cao. Tức là nếu cho cái loa này ở trong một cái phòng cộng hưởng tốt thì nó hoàn toàn có thể cho được tiếng trầm xuống dưới 40Hz và tiếng trầm của nó thì rất là chính xác, nghe rất sâu. Và cái dòng loa này thì nghe tiếng nó rất là dày mà vẫn rất là trong trẻo. Chúng ta sẽ ghép vào âm ly Michi có công suất là 200W nhân 2 kênh ở trở kháng 8 ohm. Và cái dòng Michi này là dòng sản phẩm mà nó rất là xịn của thương hiệu Rotel. Nó cho ra mức công suất còn lên tới là 350W nhân 2 ở trở kháng 4 ohm. Cấu hình của chiếc âm ly này thì nó có một cái biến áp hình xuyến rất là lớn ở phía giữa và 4 cái tụ nguồn rất là lớn, đồng thời cái phần linh kiện công suất thì là chịu dòng cao, cho nên là nó có thể đáp ứng được những cái loa có cái trở kháng thấp. Đấy. Ngoài ra chiếc âm ly này thiết kế thì rất là sang trọng theo tiêu chuẩn high-end và nó còn có một cái bo mạch DAC rất là cao cấp, có thể hỗ trợ lên được tới là 32 bit 384 kHz và hỗ trợ DSD lên tới 128. Thì đấy là những cái cấu hình rất là tốt. Và bây giờ xin mời các bác cùng thưởng thức âm nhạc từ hệ thống có giá 299 triệu này. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay, trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đầy. Em từ đầu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn, tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh, bài tình ca của em lạc loài đi trên đất khách tha hương. Một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm, nhớ cơn mưa chiều rì rào quá xa. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát, hát lên từ trái tim, mang cả dòng sông bỗng phút chốc sẽ quay về muôn. Đem ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương, riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tha hương. The falling leaves drift by the window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear a winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. C'est une chanson qui ne ressemble Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous verrions tu les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aiment. Tout doucement, sans faire de bruit, et la mer effaçait sur le sable. Oh, les pas des amants désunis. Dù là gian phòng nhỏ hay là những cái gian phòng lớn lên tới khoảng 40 m² thì những cái đôi loa bookshelf high-end ví dụ như Confidence 20 cho ra cái thứ âm thanh mà nếu như chúng ta nhắm mắt lại chúng ta ngỡ rằng là đang được nghe từ một đôi loa cột lớn. Đấy là một đặc điểm của đôi loa bookshelf high-end. Và ngoài ra cái chất âm thì rất là tinh tế, trong trẻo, rõ nét, cái giải tweeter lên cao, tơi và rất là mịn. Đó là những cái đặc tính riêng của cái dòng loa này, cũng như khi kết hợp với dòng âm ly Rotel ở đầu bảng thì sẽ cho ra những cái âm thanh như thế. Và bộ dàn này đang có mức giá tốt nhất khuyến mại là 299 triệu. Mời các bác tới tận nơi để có thể nghe, thưởng thức và chọn lựa sản phẩm. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.